Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Kem Trần Thu Thanh. Hôm nay Kem Trần sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nấu súp cua càng gẹ. Nguyên liệu gồm có thịt càng gẹ 1 bịch 250g hoặc cua gẹ tươi sống, xương gà 1 bộ hoặc 1 kg xương ống heo hoặc nước dừa tươi cũng được, thịt ức gà 200g xé sợi, nấm tuyết 100g, trứng gà 3 quả, hành tây 1 củ, hành tím 5 củ, cà rốt 1 củ, bắp mỹ 1 trái, trứng cút 30 hộp, hành ngò. Qua nhu nhược đành lòng lặng yên, màn đêm xuống cô đơn môi mình, e sai lầm càng nhiều thêm thôi, lời hẹn ước ngày xưa ở đâu. Em không còn là vợ của tôi, trong ngày đầu quá nhu nhược đành lòng lặng yên, đành ôm lấy đau cho chính mình. Khi sai lầm dù chỉ một hôm là cô đơn cùng bao đớn đau, kể từ ngày vừa gặp được em. Nào cùng vào bếp với Kem Trần để thực hiện cách nấu súp cua ngon như đầu bếp nhà hàng, ăn là ghiền mê man. Ức gà và xương gà Kem Trần rửa sạch, trụng sơ với nước sôi để bớt mùi hôi và cặn bám, rồi cho vào một chiếc nồi chứa khoảng 2 lít nước để luộc lấy nước dùng. Kem Trần cho một trái bắp, vài củ hành tím và rau bắp để tăng thêm mùi vị thơm ngọt từ bắp. Trong khoảng thời gian chờ đợi nồi nước dùng, Kem Trần luộc trứng cút. Kem Trần cho tí muối vào nồi nước dùng và trứng cút để khi trứng chín dễ bóc vỏ hơn. Các bạn nhớ thường xuyên vớt bọt để nước dùng không bị lợn cợn. Nấu khoảng 15 đến 20 phút thì bắp và ức gà chín, Kem Trần vớt ra. Còn xương gà, các bạn nhớ tiếp tục ninh thêm khoảng 20 phút rồi tắt bếp. Thời gian chờ nước dùng lắng bớt cặn thì Kem Trần cắt tách lấy hột bắp. Bạn có thể dùng rây để lọc nước dùng, để tránh mẩu xương gà vụn còn sót lại sẽ gây hốc khi ăn. Các bạn chú ý, khi đổ nước dùng sang qua một cái nồi khác phải có đường kính to, rộng để khi rây trứng tạo hình sợi trông rất đẹp mắt. Bạn có thể thêm nước dừa hoặc nước lạnh sao cho lượng nước vừa đủ để nấu súp. Còn đây là nguyên liệu sau khi sơ chế chuẩn bị cho nồi súp. Kể từ ngày vừa gặp được em là tôi đã đánh mất chính mình. Ai ân chẳng phải là toán qua, mãi mãi chỉ có thể là em. Hướt mi nhòe dòng lệ thấm rơi, từ đâu khổ ôm riêng môi mình. Nồi nước dùng vừa sôi, Kem Trần nêm đường phèn, bột ngọt, muối, hạt nêm cho vừa ăn. Bột sắn, Kem Trần pha nước lọc, khuấy đều để bột tan trong nước. Kem Trần hạ lửa nhỏ, từ từ đổ nước pha bột sắn vào nồi, đảo đều tay theo chiều kim đồng hồ, đến khi hỗn hợp sánh lại là được. Tiếp theo, Kem Trần cho tất cả các nguyên liệu đã sơ chế vào nồi súp cua. Xuân đêm trường mệt mỏi tương tư, chẳng ai mang lại câu. Người dành cho tôi chẳng thể xóa trong tâm trí này. Vốn bên người ngoài hạnh phúc kia, thêm cả bi thương khi rời xa. Thế gian yêu hận chẳng cần bế, sự yếu đuối không thể nên hài. Sớm đêm chỉ một mình cô đơn, ngồi bên ghế còn ta mỗi ta. Nắm tay từng hẹn thề nơi đây, người yêu ấy nay tan mất rồi. Dẫu không được lòng này dậy dù, trầm mặc không nói vì đã lún qua sâu lưới tình. Miếng mai này nhiệt độ nơi em chẳng theo cuối đời những cớ sao. Khó nên lời vì sợ vu vơ, tự buồn mất đi bao cơ hội. Mỗi đêm dài tự mình đóng vai, như khách xuyên qua bao thời gian. Ước mong được lặp lại chuyện xưa, thời gian chẳng cho ta quay đầu.
trần thêm một thìa cà phê hạt nêm rồi đánh sơ qua.